Cẩn thận ông rơi ruộng. Ui ui. Chỗ này trơn đấy nha cameraman nhá. Khán giả xem cameraman cũng phải lội ruộng đi quay rồi, các bạn thấy là đi quay được đâu phải đơn giản. Theo đường vào tim Trang, à quên, đường đến chỗ Trang vất vả nhỉ. Phải lội ruộng. Ôi giời ơi. Mày. Xin chào các bạn đã trở lại với Xe Đầu Kéo Vlog nha. Hôm nay thì mình đang có mặt tại thôn Hạ Thành. Chắc là các bạn sẽ thắc mắc tại sao mà mấy hôm nay anh em mình toàn ở thôn Hạ Thành. Thực ra là ở đây quá là nhiều những người bạn mà rất là ấm áp và nhiệt tình với anh em mình. Trong đó là hôm nay mình đã gặp một người bạn mà mình cũng thường xem kênh, đó là bạn Tày TV. Dạ bạn vâng. Ước. Ước này với lại Phen Phen Vlog này. Rồi với Nguyễn Tất Thắng là ba anh em là đang cùng làm cái nhà hàng. Nhưng mà hôm nay anh em mình thì không có đến nhà hàng để trải nghiệm, mà hôm nay mình sẽ giao lưu với Ước rồi đến thăm nhà Ước nha. Dạ thăm vâng. Làm. Lần trước thì thực ra anh Xe Đầu Kéo là cũng lên mấy lần rồi, nhưng mà lại lúc đấy là em lại bận công việc nên là cũng không ở Hà Giang. Tay mát thế nhỉ? Tay tay con gái mà được mát này. Đây là Mạc Minh nha các bạn. Còn đây là em Diễm, bắt tay cái. Dù sao anh em mình đã đồng hành nhau từ trong kia ra đến Đà Nẵng lên đây. Đây là anh An các bạn nhé. Chợ phiên Tây Bắc. Mấy anh em mình là chuyến đi lần này thì rất là tuyệt vời. Nói chung là mình khi mà đáng ra là cái hành trình của Tú là đi vào Sài Gòn ấy, nhưng mà khi đi ngang đường thì anh em rủ cái thì mình cũng quay xe, cho nên là cũng không có chuẩn bị nhiều. Mấy trang phục này là từ hôm đấy đến giờ đáng ra là xác định đi ngắn ngày thôi. Nhưng mà bây giờ đi quá dài ngày rồi. Gặp Mạng Minh nán lại vài ngày chứ anh bảo về sớm. Gặp Mạng Minh khấu vái lèng thì mấy hôm nay anh cũng hơi ê ẩm vì men rượu ấy, người lúc nào cũng lâng lâng. Đấy, hôm nay thì là đợt trước anh sang là em cũng chưa gặp anh. À. Đấy, hôm đấy là em bạn Phen thì bạn cũng có ngồi với anh, xong bạn Phen gọi em thì em lại không ở, nói chung là em lại đi tỉnh khác. Vâng, là em không về kịp. Tối hôm qua thì anh em mình với anh An là có giao lưu với Phen Phen Vlog là bên nhà hàng. Dạ vâng. Thì hôm nay thì Tày lại ở nhà thì anh gọi là cái anh quên Phen Phen lại đi sang Bắc Mê nhỉ. Vâng. Bạn Ước đi. Dạ Ước vâng. Gọi là Tày TV. Đấy. Nhá, thôi bây giờ là dạ vâng. Có gì thú vị ở đây thì đưa mình đi tham quan. À ở đây lấy tí, đây là khu vực cánh đồng ngay đằng sau nhà em luôn. Thì à, tí mình sẽ đi bắt vịt của nhà em. À, đi bắt vịt à? Là ngay ở đây luôn anh ạ, đằng sau này. Đây là mình thấy là các bạn tiến lên đây một chút này xem khu vực xung quanh đây. Hôm nọ thì mình cũng đã hình như là Diễm có nhớ được cái vị trí hôm nọ anh em mình thăm nhà kia không nhỉ? Có cái nhà chú nào đẹp đẹp mà hôm nọ anh em mình đi thăm ấy nhỉ? Hôm nọ anh em mình đi thấy đằng kia. Phía góc kia kìa. Ờ, phía góc trên. Đấy, cái khu vực mà tròn bên kia kìa. Mà công nhận là mình phải nói là thôn Hạ Thành mà đẹp một cách mà thực sự luôn. Đấy, nhưng mà hôm nay mình sẽ đi chuyển hướng. Chuyển hướng sang hướng bên này. Hướng bên này. Này em thấy là do là mạ non hay sao mà có nhiều bèo mà em thấy mọi người vớt bèo đây này. Cũng à vâng. Đây là bà đây, con vớt bèo làm gì nhỉ Ước nhỉ? Bèo đây là vớt về thứ nhất là cho lợn, cho gà với cả cho cá. À, vâng, là lợn, thả gà, xuống cá, ao. Vịt đúng không? Vâng, là ăn được hết. Vịt nhà em bèo này. Bèo này không? Có chứ. Ồ. Em hôm nào cũng chiều tối đi làm về cũng vớt bèo mà. Đây này các bạn này, cái bèo nó sạch như này cơ mà. Ừ. Xanh sạch nhỉ. Xanh sạch đẹp này. Cái này anh nghĩ là cho vào lẩu hay sao ngon. Cái nào mình lên Hà Thành ấy vịt mới ngon đấy. Cái này nó không khác gì giống rêu sạch của mình. Thật
cái này giúp lẩu cho anh ăn. Cho anh ăn. cái này về xào được không? Cho anh ăn bát canh hoặc là canh bèo. Nếu mà em nghĩ rửa sạch là vẫn ăn được. Mình nghĩ này này, lợn ăn được là người ăn được. Vâng. Mình nói thật sự luôn, lợn gà vịt ăn được là người ăn được. Sau này nó to thì nó sẽ thành kiểu này thế này anh ạ. Mình đã từng ăn là cỏ ở bờ ruộng rồi, có người Thái này, người Thái là người ta có ăn món cỏ mần trầu hay gì. Anh ngoài đó là cô đó là đang vớt bèo hay là làm cỏ vậy anh? Cái đấy là cô đang làm cỏ ruộng chị ạ. Thôi mình đi, mình đã thế hôm nay đi ra ruộng mình chơi luôn, đi trên đất ra anh ruộng. Anh phải sắm quần đấy nha. Đi chơi ra ruộng thì nó phải sắm quần. Các bé đang đi chơi đấy. Hôm nay thì thực ra là mình đang tính là đi mấy địa điểm khác nhưng mà không nghĩ là sẽ là ra ruộng chơi. Mà ai đây anh nhìn thấy khách du lịch dạ sợ bẩn giày thì thôi em ra trên bờ nhé. Lên trên thôn trên, thôn Tân Thành ở trên. Đây là đường liên thôn đấy. Không nhưng mà công nhận là cảnh ở làng Hạ Thành đẹp nhỉ. Nhìn những ngôi nhà mà kiểu lác đác ở trước bờ ruộng ấy đẹp nhỉ Diễm nhỉ. Ở mình đây là anh thấy là trồng cả bí này, ngô này rồi là tỏi này. Vâng. Đây là trồng ngô này à? Cả dưa chuột. Dưa chuột. Có quả không để mua nhỉ? Có mà, anh mà. Dưa nhà ai đây? Có đây là dưa đây bao tử về luộc này. Không biết là đã bà con đã bán. Đâu đâu. Vâng. À đây đây á. Đây có quả này là quả dưa gì đây ước nhỉ? Cái này là dưa của địa phương mình đấy anh ạ. Dưa, quả dưa nó không chuột to. Hay dưa gì? Vâng, quả nó thì ngắn với cả tròn tròn thôi. À, nhưng mà quả nhà ai đây, hỏi xem mà mua được mình mua về ăn. Của nhà bác kia sao ấy? À thế à? Vâng. Bác ơi đây có phải vườn nhà bác không? Có phải không ạ? Đừng có thì để cho mua ít quả. Em không nắm được ruộng của nhà nào. À thế à? Khu trên này là của em. Đâu? Đâu? Ở trên thế kia thì, thế nhà mình trồng cái gì đấy? Nhà em bên đấy cũng trồng rau luôn này. Có dưa không? Hình như là có. Hình như nó có. Hình như thôi, bởi vì là em cũng ít vào đây. Thôi. Phải tìm được chủ nhân. Ơ đây cô ơi, ruộng đấy phải của nhà cô không? Chắc là của nhà cô bên dưới kìa anh kìa. Có quả dưa là ông bán cho cháu với. Có bán không? Bán cho cháu ít quả với. Không có à? Cháu đây khá nhiều mà đây này. Ui có quả to mày. Mà thôi Diễm giày đấy không. Thì cứ ở lại đấy rồi đi ra. Đây là anh sợ là bẩn chân nhá, để anh đi. Cô đang làm gì đấy cô? Cô đang nhổ cỏ à? À làm cỏ lúa à? Không tìm được ở nhà nào. Không tìm được dưa nhỉ. Mà đây cái kiểu địa hình ở đây là cũng ruộng bậc thang anh An nhỉ. Bậc thang mà nó kiểu dạng thấp thấp ấy, nhìn đẹp quá. Ồ, phía này còn cả trồng cả cái gì đây hả ước? Cái này là cà rốt đấy anh. À. Đấy bà con ở đây là rất là. Đây rau đay, rau các loại rau. Bên kia nhiều lắm, bên kia trồng nhiều hơn anh ạ. Mà thôi bây giờ mình đi lên chỗ cái ruộng nhà ước đi nhỉ? Bà có dưa quá. Bà không có à? Phía này rất nhiều dưa. À đây mình lên xem vớt bèo đi. Đây, đây. Đi lên đây xem vớt bèo đi. Kiếm được quả dưa chứ. Khát nước quá, háo nước quá. Không không, bọn cháu không thể làm thế được. Bọn cháu. Cô. Bọn cháu không thể làm thế được, phải mua chứ ạ. Không, thực ra người trong thôn thật nhưng mà em không biết nắm được là ruộng nhà nào đây anh. Thực ra nhiều đấy, người nhiều mà. Quá, rộng quá. Diễm đi giỏi nhỉ. Cameraman cẩn thận là rơi một phát xuống ruộng là thôi là tối nay khỏi quay phim luôn nhá. Mình mà đi mà siêu vẹo vẹo ấy. Hôm nay để tí nữa mình đi lang thang trong làng xem cuộc sống bà con thường là như thế nào chứ mình đến đây thì nhiều khi cũng đi dạo chứ chưa ra ruộng chơi. Vâng. Nhất là hôm nay có ước. Cameraman là vừa ngã ruộng may là không có ướt điện thoại máy quay thôi. Đấy cô đang vớt bèo đầu ấy, nhưng mà đầu kia mình nhìn thấy có một em nào đang vớt kìa. Không. À, anh Tú là thấy cô này không hứng thú mà em gái. Không phải, em nói thế anh ngại chết thì được ấy. Ôi, đang định hỏi thăm nhưng mà anh này anh thấy có em gái đang vớt bèo. Không, cô vớt bèo này về làm gì nhỉ cô nhỉ? Về cho lợn à? Thế là về nấu cám lợn luôn được. À thế à? Vâng. Thế thì chứng tỏ là cái vùng này lợn rất là ngon nhỉ anh An nhỉ? Lợn ở đây thì ăn còn anh An ơi, tập thể dục không anh? Tập thể dục. Ôi.
Đấy, nhẹ lắm anh mà, đây này, cho anh cảm nhận. Đấy. Rồi đấy. Ở chỗ này gió to quá. Mình đi vào trong bờ kia đi. Do chỗ này gió to quá Diễm ạ. Anh sợ là ngã ruộng. Mình đi sang bên kia đi anh ơi. Ở chỗ đấy nó kiểu nó bằng phẳng hơn đấy. Lên trên kia xong là chỗ em nhốt vịt trên kia em thả vịt đi anh. À thế à? Thì tí bắt vịt về xong là chế biến nhà em luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi lên cái chỗ có cô gái nào vớt. Rất nhiều dư ở đây, ruộng nhà ước là ruộng nào? Ruộng nhà em. Nhớ đi. Ruộng nhà em trên kia cơ. Đừng có giấu nữa. Bên ra bên trên đường kia cơ. Ôi nhìn quả dưa ngon thế nhỉ. Đây là dưa chuột hay là dưa gì? Đây là dưa chuột đây. Thế sao cái dưa chuột này mình tưởng là dùng phải dùng dàn leo lên nhỉ? Hay ở đây không, người ta ở đây thì không dùng dàn, nó vẫn bò theo đất này, nó vẫn có quả được mà anh mà. Nhưng mà nó có không hỏng quả đi à? Vâng, nó không hỏng đâu. Thật lòng với các bạn ở đây là ngoài ruộng 100% là sạch sẽ. Mà con trồng ở đây như thế này thì bảo là không thèm thao được. Kiểu là mình vào đây mình chưa được gặp bạn gái nào ở trong làng này cả ấy. Hôm nay mình thử xem là xem con gái ở trong làng là sẽ là làm việc gì. Buổi chiều ngày hôm nay đúng là buổi chiều rất là tuyệt vời luôn. Khi mà hoàng hôn là sắp xuống rồi. Ở đây là chiều tối là bà con cứ tranh thủ đi anh. Ở chỗ này mình đi khó đấy nhỉ. Đi vớt bèo về. Ui, 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 cẩn thận anh. Rơi xuống ruộng rồi. Ui, ui. Ui. May mà ruộng không thụt đấy. Ui giời. Ở đây có khách Tây à, người ta đang đi à. Có khách Tây này, có khách nước ngoài đi. Chân mình là bây giờ đã rơi xuống ruộng rồi. Nhưng mà phải đi lấy đôi giày ở kia. Tí nữa mình lấy sau cũng được. Đi thăm em gái thì lấy giày sao anh? Nhiều khi là lúc đó là anh lại bỏ luôn đôi giày. Tiện đang chân đang bẩn thì mình đi lội ruộng ra vớt bèo cùng em luôn. Chào em nhá. Chào em chào anh. Cho anh vớt. Cho anh vớt bèo cùng em được không nhỉ? Tại anh đâu em vớt bèo đi. Đấy, chàng đang vớt bèo đây. Em có người yêu chưa? Chăm chỉ lắm, đi làm về là lại vớt bèo luôn. Thế à? Đang ế. Mời Tú. Đây em mời anh giúp cô gái vớt bèo. Dạ của cháu chú ạ, tí cháu lại cháu lấy cái giờ đấy. Hello chú. Hello. Vâng. Chú đi chơi ạ. Ôi. Cameraman cẩn thận ông rơi cái ruộng. Ui ui. Chỗ này trơn đấy nhá cameraman nhá. Lên lội ruộng à? Ôi nhưng mà xuống được mà. Vỡ bờ à? Ui. Ui. Chỗ này thì cameraman đi lội ruộng thôi. Ruộng ở đây thì không thụt anh ạ. Quay xuống cho khán giả xem cameraman cũng phải lội ruộng đi quay rồi các bạn thấy là đi quay được đâu phải đơn giản. Đây à, lội nhảy luôn à. Ôi. Bình thường có ruộng là nó sâu tầm này nhưng mà ở đây ruộng khu này em nó không tên là gì đây? Em là Trang. Trang à? Năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay vừa tròn 20 luôn. Vừa tròn 20. Chưa có người yêu. Chưa. Ôi. Theo đường vào tim Trang, à quên đường đến chỗ Trang vất vả nhỉ. Phải lội ruộng. Ôi dồi ôi. May quá. Ôi dồi. Yên tâm là ruộng không có đỉa đâu anh ạ. Ui. Cái này thế em đang vớt bèo về làm gì nhỉ? Em vớt bèo về cho cá với cho vịt đấy. Em lại đi đường. Thế ước cho anh mượn lại cái mic để cho em Trang này. Hỏi thăm em Trang cách vớt bèo như thế nào. Đấy là có mấy bạn nước ngoài. Thế thì anh có kẹp được không? Thế em kẹp. Em kẹp cho anh mượn nhé. Đây là mình cứ thế này vớt này à? Dạ đúng rồi. Xong rồi đổ vào à? Hay phải vớt nhiều? Thì phải vớt nhiều cơ. Đây à, như này à? Dạ vâng. Cái này em về cho lợn ăn hay là vịt ăn? Em về cho vịt, cho cá nữa. Cá cũng ăn được cái này à? Cá ôi ôi, vớt cả bún này này. Mình rửa lại ngay được đúng không? Dạ. Mình vớt nông nông thôi. Sao em? Vớt nông thôi không làm, mình vớt cả bún lên là nặng. Này à? Vâng. Thế Trang có... tiện tiết lộ Facebook cho những anh khán giả trên kênh Xe Đầu Kéo Vlog biết Facebook để ví dụ như là nhiều khi đến cái làng Hạ Thành muốn tìm Trang thì kiểu gì được không? Nếu mà mọi người muốn biết Facebook của em ấy thì cứ đến Hạ Thành Hà Giang chơi nhá, thì lúc đấy em sẽ tiết lộ sau. Tiết lộ sau à? Vâng. Đến Hạ Thành thì cứ hỏi nhà em Trang à? Dạ đúng rồi, hỏi nhà em Trang ở đâu là các dân bản đấy sẽ tiết lộ cho mọi người ấy. Nhưng mà ở trong này bản này có mấy người tên Trang?
Có duy nhất một em thôi. Duy nhất là em. Em Trang 20 tuổi, chưa có người yêu. Có gần nhà ước không? Cách ở trên em một đoạn thôi. À thế à? Cũng gần thôi mà. Bây giờ mình lên cái bờ kia cho dễ đứng đi nhỉ em nhỉ? Dạ vâng. Đấy, ra đứng bờ này đi. Phải lội như này luôn à? Khó nhỉ? À, anh hơi nặng ký lại anh. Đấy, anh đứng ở bờ. Trang ơi, Trang đi rồi dắt anh đi chứ không là anh ngã xuống ruộng ấy nhá. Cảm ơn Trang nhá. Ôi. Dạ. Đồ người trong làng thì rất là tốt bụng. Anh lại sợ anh lôi Trang ngã xuống ruộng cùng anh nữa thôi. Anh đi cẩn thận nhá. Đây là cô gánh bèo. Trên này anh nhìn thấy có vẻ bèo nhiều hơn đấy. Vâng. Cho nên là ruộng nhà em luôn mà. À thế à? Đây cameraman lên trên bờ này xem Tú vớt bèo như này đã được chưa này. Anh phải vớt thật nhanh vào mới được, không thì là bèo nó trôi ra ngoài mất. Bèo giặt mây trôi đấy. Như này đúng không? Vâng, nhanh vào hơn nữa. Nhanh hơn nữa? Vâng. Không vớt nhanh là cả buổi chiều mới được. Chưa được một sọt anh ạ. Thế thì bây giờ Trang thử đi, Trang bỏ xuống rồi Trang vớt. Thế này thì vớt thế này đến tối chưa xong nữa. Dưới tại vì ở trên này em vừa vớt rồi. À. Ui. Bên trên này mà có nhiều này, sang không? Có đi ở không đấy nhỉ? Không anh. Anh tâm dụng này không có đi ở đâu. Trang có gần nhà ước không? Dạ có anh, nhà em cách một đoạn một xíu ạ. Cách một đoạn à? À thế à. Đấy, nó còn được. À. Đâu anh muộn thử lại mà sao nhanh tay đấy nhỉ, mà mình làm chậm nhỉ, chậm rồi còn sợ hỏng lúa của người dân. Anh không sợ hỏng đâu, tại vì thì nó lại dựng lên được mà. Thế nhưng mà ở trong làng đây mình đi vớt ở ruộng nào cũng được à? Đúng rồi, vớt đúng ruộng nào cũng mình được. À thế à? Ui, cá cắm đầu đây nữa thôi, mất mặt lắm các bạn ạ. À. Thôi nói chung là tay cũng không có được quen cho lắm ấy. Thế em có vớt nhiều không hay là hôm nay chỉ vớt ít thôi? Hôm nay chỉ vớt ít thôi anh ạ. À, thế à? Vâng. Tại vì sáng em có vớt rồi mà. À. Nhưng mà anh thấy chỗ này nó dễ vớt hơn, như cúi xuống đi kia anh ngã, sợ ngã. Dạ. Thế mình đi lên trên ruộng kia em đã vớt chưa? À ruộng kia em chưa vớt đâu. Thế để anh gánh thử nhá. Dạ được. Em cầm đi để anh gánh thử cái này cho. Nhưng mà cái này thì cái sọt này thì em mới vớt được một tí ấy. Nó nhẹ à? Không cân cho lắm. Minh ơi lấy cho anh đôi giày nhá, không anh quên đấy. Đi cùng Trang anh lại bối rối quá, anh quên hết. Ờ. Chứ anh thấy chênh vênh quá. Anh sợ quên luôn cả giày. Anh chỉ vớt bèo của em luôn cũng được. Diễm có trải nghiệm không Diễm? Có anh thử thách cái gì dễ hơn đi đúng không? Cái này khó quá là em lội ruộng không được. Dạ. Chỗ này thì cái bờ ruộng cứng hơn nên là mình đi cũng không có khó. À. Ui giời. Anh đi cẩn thận nhé. Được rồi, anh cầm cho. Hơi cồng cành một chút. Sao anh đến làng này cũng khá là nhiều nhưng mà chưa gặp em nhỉ? Dạ. Mình lội qua luôn nha anh. Lội luôn à? Vâng, tại vì bờ kia cách xa quá. À. Với lại người ta rào bên kia vào rồi nên mình lội trong qua kia là chỗ nuôi vịt. Đúng rồi. Ước ơi. Chỗ vịt nhà Ước đây à? À. Mình lội qua luôn. Mà con vịt này nó có ăn cái này luôn không em? Có chứ, vịt này ăn mà. Ui. Hơi sâu anh ạ. Thôi để anh gánh cái này qua cho em. Thực ra là nhà mình thì không có ruộng cho nên là mình cũng em lội đến đâu ấy? Em lội đến đây. Lội đến đây. Anh ướt hết quần rồi chứ. Ui. Không nổi à? Cái này lội này anh phải lội đến đùi. Anh lặng quá. Ừ thôi. Bây giờ mình tạm cắt tí để mình đi đường vòng. Bây giờ là vừa nãy là vớt bèo nó cũng kiểu là mình không quen nên lội nó cũng hơi khó. Giờ lên đây là
Chỗ này là chỗ nuôi vịt nhà ước nhỉ? Vâng. Thường thì trong... Mời em bé về ăn cơm cùng anh em mình luôn. Đấy, em đang tính đấy. Thế bình thường trong làng đây thì đặc sản là gọi là vịt vịt cổ xanh hay gì nhỉ? Vịt cổ ngắn anh ạ. Cổ ngắn á? Vâng, cổ ngắn mà đầu xanh ấy. À, thế vâng. Mình vào đây xem tí xem là con vịt đấy nó như thế nào. Đây là vịt nhà ước hết à? Vâng, vịt em hết ạ. Thế thì bây giờ thế này bán lại cho mình... Dấu dấu ta mày không nói gì với ta cái vịt này. Bán cho mình hai con nhá. Vâng. Một con để luộc lên ăn cơm, một con nấu cháo. Tối anh em mình luộc lên. Anh trân trọng kính mời Trang tối nay ăn cơm cùng anh được không nhỉ? À dạ thì được. Bây giờ người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Bọn anh mới đi thăm nhà cụ Nguyễn Du Truyện Kiều về. Dạ cho vâng. Nên là có cái câu đấy nó hay, bây giờ anh em gặp nhau nó là một cái duyên ấy. Thì chắc là em cùng người làng với anh Ước ấy dạ. Cũng gọi là biết nhau rồi thì tiện thì anh em mình sang đấy ăn cơm luôn nhá. Dạ vâng được. Bây giờ bắt kiểu gì đây Ước? Ước. Bây giờ anh muốn khó bắt thế. Đực cây con cái thôi. Hả? Làm sao mà phân biệt được con đực cái? Cổ xanh. Cổ xanh kia đây, cái đầu xanh kia là... Cái đầu xanh kia là con đực. Là thế à? Cứ phải gọi là đầu xanh. Nhưng mà trong này đi đường nào vào? Đi đường kia. Tiện là như này. Anh em mình thì thôi vẫn là chưa ấy thì rồi chú với lại Ước với lại Trang vào bắt vịt đi. Thôi em đề nghị bây giờ chỉ cho anh Tú với lại bé này tên gì anh? Bé Trang. Trang hả? Trang à? Cho anh Tú với bé Trang vào bắt vịt thôi. À. Ước được vào đuổi. Bé Trang vào đi. Dạ vâng. Trang vào đây đi em. Bây giờ chỉ có anh Tú với bé Trang thôi. Đấy. Ô trong này là cái túi rất là sạch luôn. Đúng rồi em ạ. Trong này là mình phải giải cát đến đây à Ước? Trong cát nó chưa có đấy. À thế à? Cho nên là chỗ này mình lại không trồng lúa được nên mình mới gọi là để nuôi vịt à? Mình nên lùa vào bên kia thì tốt hơn, tại vì bên kia nó cạn nước ấy, bên này có nước. À, em. Thế Ước lùa đi bọn anh bắt cho. Thế ngay mà nó sẽ bay ra bên kia. Không để đây không, cho đây nó cạn em ạ. Con nào là trống con nào cái nhỉ? Con đầu xanh anh ạ. À thế à? Con đực. Thấy em thích con trống hay con mái? Em thích con đầu xanh. Em thích con đầu xanh. Bắt con đầu xanh nhá. Đầu xanh là con gì? Là con đực. À con đực à? Dạ. Thế là em thích con đực chứ không thích con cái đúng không? Em về sofa chứ anh ạ. Nó có bay ra không? Nó không bay ra nhìn đâu. Ôi được rồi. Lạ nha anh ơi. Em thích con đực nhưng mà em lại bắt được con cái này. Một đực một cái gọi là trời sinh một cặp rồi. Nó rất hợp với bối cảnh này. Đấy. Ok thôi mình đi về luôn được rồi các bạn ạ. Về rồi để tối nay là một con nấu cháo, một con luộc lên ăn cơm. Thế bây giờ là nếu mà đi ra ruộng thêm nữa người mình chắc là ngồi ăn nổi cơm thôi. Ui. Từ từ thôi. Không biết là có phải nó giận rồi bắt phải nhầm người yêu của nó không. Mình nghe Phạm Dũng nói là thích ăn cháo vịt đấy các bạn ạ. Cho nên là mình bắt vịt về. À được anh ăn cõng ở đấy nhá. Mình xách cho anh đôi giày nhá. Rồi. Bây giờ là Trang. Dạ. Thế cho anh dắt tay em đi về được không? Mà thôi, anh nói trêu vậy. Ai Trang đi với anh Tú đi. Dạ. Ai chuối ơi. Ai chuối à. Ồ, ngon đấy nhỉ. Nhưng mà em đoán là chắc đợt này anh Tú anh quay lại Hà Giang nhiều lần lắm đấy. Anh thì đặc biệt Hạ Thành là anh dừng chân là khá nhiều rồi thì chắc là bây giờ có thêm người bạn gái mới là Trang nữa thì mình thì bạn là con gái thì mình gọi là bạn gái chứ em. Sao không là em gái mà là bạn gái? Thì bây giờ chưa. Chưa. Bây giờ mình đã em thì nó giống như kiểu anh em ấy. Đủ Trang tối nay phụ mừng dịch ở lại ăn cơm luôn cùng cho vui. Trang nhà Trang gần đây không? Dạ có nhà em gần đây mình em đi một đoạn một lúc là đến mà. Thế có phải dạ. Xin phép bố em không? Trên 18 tuổi. 20 tuổi đủ tuổi lấy chồng rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ đi vào thăm nhà Ước luôn. Là một cái ngôi nhà sàn mà rất là đẹp ở trong làng. Đây nhà em ở trên này anh ạ. Là mình có nghe anh An chia sẻ là cái ngôi nhà này là Ước mà tự tay làm luôn ấy. Ước
Ước cùng với gia đình là tự tay làm à? Anh Tú là lần đầu tiên đi vào trong thôn, lần thứ hai thôi nhỉ? Nhưng mà cầm hộ anh rơi cái ra đây mất ăn cái anh em lại mắng chết. Cái này là bèo là ở đây cho cá này đúng không? Vâng. Dạ vâng. Anh là lần thứ tư đến đây rồi. Lần đầu tiên là dừng chân là tại Hạ Thành Quán luôn đấy. À vâng. Và nhưng mà anh lần đầu tiên đến nhà em thôi. Đúng rồi. Chào anh. Vừa đấy chào nhau và ruộng. Chào, chào chú ạ. À, chú xem kênh Diễm luôn. Biết tên con luôn. Chú biết con đâu? Đây, đây là nhà sàn của Ước, nhưng mà thôi các bạn chờ mình chút, mình rửa tân chân tay rồi bắt đầu mình lên thăm nhà một chút nhé. Bây giờ thì mình đang đứng ở trước cổng của nhà Ước rồi. Bây giờ là sẽ cùng vào thăm ngôi nhà mà do có một mình Ước hay là cũng phải mình thuê thêm người làm nữa? Không, có nghĩa là mình cũng là người gọi là thiết kế đây. Thiết kế. Vâng. Nhưng mà với Nguyễn là thuê thêm thợ để mình làm. Cũng đóng gỗ hay cắt gỗ cùng chứ? Vâng. Nói chung là em về lắp, về điện với cả về nội thất, về gỗ là em làm cùng. Vì là mình cũng thấy người vùng cao rất là giỏi, tự làm nhà nhiều ấy. Vâng. Ngay cả người Mông ở Hà Giang này là vâng, những ngôi nhà mà xây treo leo trên vách đá là bà con mà tự xây, tự làm, cũng mượn người đến làm các thứ. Vâng. Thì bây giờ mình mời các bạn vào xem cái ngôi nhà sàn là rất là mới luôn. Trên này đây. Mời em vào đây. Con đã xem nào. À, cháu chào cô nhá. Đây là mẹ em, anh Tú ạ. Vâng. Mẹ em. Cô đang băm chuối. Băm chuối cho vịt đấy. Cho vịt à? Vâng. Hôm nào cũng phải băm đây này. À thế à. Một chậu. Xong là nấu cùng là cám ngô. À, còn đây là cám này. Các bạn thấy là vịt ở làng Hạ Thành thì bà con là nuôi là nấu có cám rồi vớt bèo đấy. Toàn ngô xay nấu lên xong là mình trộn với cây chuối. Thế thì thôi em ngồi đây cho nó ấm nhá. Còn anh đi thăm nhà tí. Chỗ này là nuôi cá gì đấy à Ước? Em nuôi cá dầm xanh anh ạ. Cá đấy. Gì cơ? Cá dầm xanh. Con này con có ăn được không? Hay là chỉ có làm cảnh á? Có. Nhưng mà đang nhỏ chưa ăn được đúng không? Vâng. Con đây, con này nó đang còn nhỏ quá. Không biết là kích cỡ mà con trưởng thành của nó mà khi ăn được tầm to bao nhiêu nhỉ? Nếu mà nó ở sông lớn thì nó rơi vào khoảng 7 cân. 7 cân mà bây giờ từng này thì ăn toàn xương. Thôi, thế là các em, anh chờ các em lớn anh quay lại. Đây là nhà sàn của bên gia đình nhà Ước. Bên này thì mình thấy có một cái kiểu gì đấy hơi giống nhà sàn của người Thái tí, là sau này người Thái mà có một số vùng ấy thì họ gọi là nhà sàn kiểu mới, là họ sẽ xây những cái gian bếp rồi công trình phụ là bằng gọi là kiên cố bằng xi măng nha. Dạ còn vâng, cái gia đình bên gia đình ở thì vẫn là làm bằng gỗ đúng không? Dạ vâng. Vì bây giờ là thực ra là cái tài nguyên về gỗ nó ngày càng hiếm hơn rồi, cho nên là bà con bảo vệ rừng thì cũng xây thêm cái này cũng đúng hơn. Vâng. Cháu chào chú nhá. Em chào anh chợ phiên Tây Bắc nhá. Anh đang ngồi đây chơi à? Vâng chú. Chú ơi, cháu có quà chú. Chú để chú đoán. Chú đoán. Chú nói ra rồi. Để chú đoán. Đây anh em uống nước đi. Vâng. Cảm ơn cháu nhá. Vâng. Nhưng mà chú đã biết rượu này thế nào chưa? Đây là khổ và lành. Vâng. Công dụng là gì chú biết không? Chữa được các bệnh tật. Nhưng mà chú có thích rượu này không? Thích này, chú thích chứ. Ôi. Bản năng của chú. Thế thì tối nay chú cháu mình uống mấy chén nhá. Vâng. Vâng. Cháu thế chú chấm ngon thành cho cháu nhá. Vâng. Đến chơi nhà cá cho đấy, gia đình chú nhá. Đây là có ông trùm khấu váy lèng ở đây rồi. Vâng. Chú không phải lo lần sau là phải mang cả can vào biếu chú ơi, chú yên tâm. Cất đi chú ạ. Cất đi chú. Của quý phải cất luôn. Đây đây em mời anh lên nhà. Vừa đến thì chú nhận ra Minh. Chú bảo phải nhớ một lần sau đến mang khấu váy lèng, nhưng mà anh em mình vào thì có để ngoài xe. Thì kiểu là lúc khi vào là quên không cầm vào, nhưng bây giờ là Minh chạy ra lấy để mang vào biếu chú. Đây em mời anh lên nhà. Anh á, tới nhà ngồi chơi. Không, cái cầu thang kiểu mới này nó đẹp nhỉ. Nhưng mà nhà đây cũng rất là mát nhá. Chiều nay đang gió đang mát. Ở chỗ nhà em này hướng gió là lúc nào cũng có gió. À, mình vừa lấy mình nhìn thì mình lầm tưởng là tôn, nhưng hóa ra đây là lập bằng ngói luôn. Vâng. Đây là cây gỗ này, gỗ gì nhỉ? Cái này gỗ xoan anh ạ. Gỗ xoan à? Vâng. Chun xoan luôn đấy.
Nói chung là nhà ước làm thì gỗ đều là chắc chắn lắm và đẹp. Đây, trần này cũng lợp đẹp quá nhỉ. Nhìn vào cái không gian chưa? Vâng. Lợp chưa? Thực ra gỗ xoan thì nó cũng không mối mọt đấy anh, không cong vênh thì là cũng tận dụng. Không mối mọt, không cong vênh. Với lại khu vực Hà Giang này gỗ xoan rất là nhiều. Nhưng mà đây là cái nhà này thì làm rất là nhiều cửa nhỉ. Xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bên này đã 6 cái cửa rồi. Vâng, cái kia là cửa chính, còn cái này mà ví dụ mùa hè là mình lại mở ra cho thoáng. Cái này là mở này thì thoáng quá nhỉ. Có việc gì đấy là mình lại mở ra. 6. Tổng đây này khoảng bao nhiêu cái cửa nhỉ, ước nhỉ? 12 cái cửa. Cả cửa bên kia 12. Nhà 12 cái cửa đi ra đi vào. Còn chỗ này là để mình ngồi gọi là ăn uống đúng không? Dạ vâng. Đây là nút bạc của kênh Tày TV Nguyễn Công Ước. Đây là chúc mừng Ước nha. Dạ vâng. Cái này đã ăn mừng chưa? Em cũng chưa anh ạ, chưa có dịp. Hẹn với cả anh An chợ phiên Tây Bắc mấy lần rồi nhưng mà toàn hụt thôi. Anh em hẹn nhau nhiều lắm rồi nhưng thực lòng mà nói thì anh em mỗi người đều một công việc ấy. Do vậy là lần sau nếu như sang bên Hà Giang thì chắc chắn là anh em mình sẽ ăn mừng cái nút bảng này các bạn ạ. Anh sẽ tay trận khóc với em. Đây này các bạn này. Nhưng mà đây là mình có thấy một cái đặc sản của cái dãy núi Tây Côn Lĩnh, đó là trà, gọi là trà san tuyết. Trà phổ nhĩ anh ạ. Trà phổ nhĩ. Vâng. Đấy là thấy anh em YouTube có nhiều rồi mà Tú chưa có. Anh chưa có luôn. Cái này anh em mình cũng phải khiếu lại với bên trà Cụ Thành. Đúng rồi. Chính xác. Cái này là không có sự bất công không hề nhẹ tí nào đâu. À đây là bên bàn thờ gia tiên nhỉ? Dạ vâng. Ở người Tài chỗ em đi bàn thờ lại đặt ở dưới nhà luôn. Nhưng mà cái trần đây làm rất là cầu kỳ và đẹp nhé. Đấy. Còn bên này là ra ngoài mình sẽ là thấy một cái cửa sổ ngắm cảnh ra bờ ruộng được. Có dự tính sau này mình làm homestay không hả Ước? Em homestay cho trước khách à? Tính là làm nhà ở thôi anh ạ. À đấy à. Vâng. Cũng chưa có dự tính gì. Dạ. Chỗ này thì ngồi đây thưởng thức cốc trà thì Trang ơi. Hay là rượu thì Ước đi tìm em Trang ngồi bên này xem cái có một cô gái ngồi ở cái view này cùng ngắm cảnh đẹp không nhỉ? Trang chạy đâu mất rồi không biết. Hay là trốn rồi? Đâu biết, Trang vẫn đây ở đây. Đang giúp mà chuẩn bị đồ ăn anh ạ. Đây này, cameraman quay xuống bên dưới này cho quý khán giả ngắm ra cái view ngoài ruộng rất là đẹp. Đấy. Phạm Dũng ơi! Phạm Dũng! Phạm Dũng ơi! Không được trêu chó nha! Đi loanh quanh trong làng trêu chó đi về đây đi! Đẹp quá nhỉ? Đấy, cuối cùng là mình cũng đã có em Trang đến đây ngồi uống trà cùng rồi. Trà này là trà san tuyết của Hà Giang luôn. Ngắm view đẹp anh Tú ạ. Dũng muốn đổi vị trí với anh không nhỉ? Diễm đang ở đây không nhỉ? Em chỉ cần ngồi đây xem anh thôi. Nhìn anh và Trang uống trà là vui rồi. Nhưng mà view này là tuyệt vời. Quá đẹp luôn. Nhất là lại ngay cây cổ thụ nữa, có nhiều tổ chim lắm. Mời em nhé. Dạ em mời anh ạ. Trà hôm nay nó mình không cảm nhận thấy vị chát nữa. Bình thường uống trà nó sẽ chát. Nhưng mà chiều nay thì mình thấy trà nó rất là ngọt. Nó cảm giác ngọt như kiểu Coca. Tại sao lại thế nhỉ? Hay là do khi trà được một cô gái mà xinh đẹp ở trong làng mà rót cho mình thì nó trở lên ngọt ngào hơn thì phải. Ôi, cảnh đây đẹp quá. Thôi thì bây giờ là Trang nhớ là đừng có chạy đi mất nhé. Anh vừa lấy tìm mãi ấy, ở lại đây để ăn cơm tối. Nhưng mà anh quên chưa giới thiệu tên anh đúng không nhỉ? Em biết tên anh chưa? Anh là Nghĩa chỉ em biết. Anh tên là Nghĩa. Xem tên anh với em ghép vào nhau nó có hợp không? Một cái bối cảnh thơ mộng như này cuối cùng. Okay. Bây giờ là gia đình đã làm xong bữa cơm các bạn ạ. Một số món thì mình đặt ở bên Hạ Thành Quán luôn. Còn cái mà dễ nhất là thịt vịt luộc là nhanh thì mình gọi là nhờ gia đình nhà Ước này làm cho nó nhanh. Còn lại như kiểu là có món thịt nướng này với lại là món xôi thì mình ngon, Diễm thích ăn xôi thì mình đặt ở bên nhà hàng với có một số món rau đấy. À,
nay thì rất là vui được đến thăm gia đình nhà Ước nhỉ? Dạ vâng, em nói chung thì em cảm ơn anh Tú, xe đầu kéo, với cả anh An, trợ phiên Tây Bắc, với cả anh Vinh, với cả chị Diếm là đến nhà em là dự bữa cơm nhỏ nhỏ đấy anh ạ. Không có gì đâu, có hai con vịt thôi. Thế thì Tú cũng rất là cảm ơn gia đình đã là luôn luôn là thân thiện, hiếu khách rồi. Nói chung là được ngồi ở một cái không gian đẹp này. Hôm nay lại còn đi bắt vịt cùng một cô gái ở trong làng cũng rất là xinh như này nữa thì không có gì mà xúc động hơn là giây phút này cả. Dạ vâng. Nên là thôi thì chắc là thay mặt chủ nhà thì mình cùng lâng ly nhỉ. Đợi chú. Dạ vâng. Chú đi lấy gì? Chú đi lấy gì nhỉ? Chắc là chú lấy giấy. Chúc sức khỏe cô nhé. À, chú ơi. Đúng rồi chú ạ. Chúc sức khỏe Trang nhé. Em mời anh nhé. Đúng rồi chú ạ. Sau clip này thì chúc Trang là sẽ sớm có người yêu. Chứ nếu mà vâng, chúc sức khỏe chú nhé. Cháu thì sang năm mới chú cũng không biết gì nói gì hơn nữa là chúc sức khỏe các cháu luôn luôn mạnh khỏe, gia đình luôn hạnh phúc và thành đạt nhé. Vâng, tuyệt vời. Đây mời Mạc Minh nhé. Cảm ơn Mạc Minh đã luôn luôn nhiệt tình mà hỗ trợ mỗi khi mà anh em mà đến với Hà Giang. Em mời anh, chúc mừng cháu nhé. Mời cô chú nhá. Chú có hay uống khấu quay lẹng này không nhỉ? Có. Vâng. Vâng. Anh Bình cũng hay lên đây cho bố mà. Cho mẹ tặng bố. Có này. Mời chú, mời cái nhà dùng nước nhiều. 20 lít. Vâng. 20 lít khoảng tuần là hết. Vâng. 20 lít là uống một tuần hết ạ. Không có khách nữa. À, à cháu tưởng cháu tưởng mà chú mà đạt đến tầm đấy thì là tiên tiểu ấy. Thế cháu xin phép đây mời chú cái đùi này sao lại bị chặt hơi ngắn tí nhỉ? Đây 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 này. Mời chú nhá. Em Diễm chăm sóc cô anh nhá. Cháu Diễm nhá. Vâng vâng. Ơ bát của Minh đâu? Đây. À, đây 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 đây. Đây đây. Hai cháu ơi, đây vào ngồi đi. Vâng vâng vâng. Vâng vâng, thế chú cứ dùng nhá. Cứ tự nhiên nha các cháu nhé. Hôm nay nói chung là mình cũng ăn ở quán nhiều mà hôm nay đến nhà ăn thì nó cảm giác nó sẽ là ấm cúng với thân mật hơn. Mà ở cái thôn này thì vịt cá nó là đỉnh rồi. Vâng. Nên là mấy ngày hôm nay nó bảo anh em mình ăn vịt thì không bao giờ biết chán. Ngày nào cũng vịt luôn. Tại vì làng em nó đặc sản là vịt đấy. Nhưng mà cái vịt này là mình phải chấm với cái mẻ nhỉ. Vâng. Đây. Đúng rồi. Là mình sẽ chấm với cái mẻ này. Thì đúng là khi mà đến với Hạ Thành mình mới biết đến vịt chấm mẻ. Còn trước giờ là chưa bao giờ ăn vịt chấm mẻ cả. Mẻ rau răm. Cháu mời chú chén rượu. Chú luôn sức khỏe nhé. Chú Phạm mời chấm nhé. Dạ vâng ạ. Và Trang ăn đi em. Dạ vâng ạ. Trang đừng có tỏ nha. Còn cái anh Tú hằng ngày là nó bụng ở nhà. Mời chú ạ. Anh Tú ơi, em xin phép mời anh cho một ly đầy đi. Đây. Để Trang rót giúp anh. Rồi, anh cảm ơn Ước nhé. Hôm nay đã đi hướng dẫn đây, cái này cho, đây, đây đây đây. Cái này phải chuyển vị trí sang bên đấy đi. Vâng. Sang bên với thần tiểu Hà Giang này. cái này phải gọi là thần tiểu. Ông trùm có váy lèng rồi. Em xin phép mời anh nhá. Rồi. Chúc sức khỏe. Lần đầu tiên đến với nhà em. Cảm ơn Ước nhá, chúc sức khỏe gia đình nhá. Chúc kênh của Ước là sẽ là phát triển mạnh mẽ để có thể là quảng bá thêm những cái hình ảnh đẹp của Hà Giang nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Chúc đi anh Minh ơi. Món xôi ngon quá nhỉ. Xôi này chấm vào với cái muối vừng này. Muối vừng. Xôi ăn với thịt nướng này là thịt nướng này ngon lắm này. Vâng. Vâng. Bên cạnh đây có thịt nướng này. Nhưng mà mình mình sẽ ăn cơm ăn xôi với thịt nướng này. Ôi, xôi với thịt nướng là hết nước chấm rồi. Con xin phép mời chú chén rượu này tại vì con vẫn nhớ là ngày đầu tiên con đến nhà mình là nhà mình chưa xây. Thời điểm đó là cũng tới đây cùng với tất cả anh em này có anh Hải Sa Ba TV nữa. Vâng. Thì nhà mình đã làm một con dê để tiếp đón anh em. Có cái xong gì nữa mà. Dạ đúng rồi. Thì khi mà chiều nay Diễm đặt chân tới đây thì
chú cũng đã gọi tên Diễm, chú kêu là vào nhà chơi đi. Thế là con cũng rất là quý vì chú vẫn còn nhớ tụi con và mỗi lần người tới đây thì mọi người tiếp đón rất là nhiệt tình. Con xin phép là được chúc cho chú với cô sức khỏe và chúc gia đình mình là lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc ạ. Để mà không biết nói gì hơn nhá, hôm nay đến nhà ước hai vợ chồng ước thôi. Chú có tuổi rồi nhưng mà đến cháu cũng như cái hạnh từ lăn lội từ miền Nam ra ngoài Bắc này cơ. Ở vùng sâu vùng xa nơi hẻo lánh của địa đầu tổ quốc đấy. Không biết nói gì hơn nữa, sang năm mới là chú cũng đầu xuân. Chú cũng chúc cháu gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc thành đạt nhé. Cháu Diễm nhé. Và xin phép về. Vâng, vâng, vâng. Đấy, cô cũng nhận ra Diễm ngay. Tôi nhận ra mà. Bố em là cứ xem tivi thôi mà, xem suốt mà. Thôi, thế thì cháu xin phép gia chủ nhé. Cảm ơn em nay cho anh đi trải nghiệm vớt bèo rồi đi bắt vịt cùng em. Hôm nay thật sự rất may mắn khi mà được quen biết anh ấy và được mời lên đi ăn cơm cùng mọi người. Thì cứ nhớ Trang nhé, cứ nhớ anh tên là Nghĩa nhé. Một câu chuyện mà hết sức cảm lạnh. Chúc em sẽ sau clip này năm nay là có người yêu nhé. Anh chúc thế thôi. Rồi mình ăn miếng gọi là xôi với thịt nướng đi. Nướng thịt lợn bản hết rồi. Vâng. Nay thì vào đây là gọi là chuyên vịt, tôi đang còn ngoài ra còn cháo chuyên vịt. Dùng ở đây còn dùng ở canh dùng. Canh cá nữa. Không dùng nhưng mà đang nấu là chưa kịp xong các bạn ạ. Cháo là chính nước. Đang lên sau mình ăn sau vậy. Cái đồ ăn đấy là có lúc còn nhỏ đấy là mình nuôi là nghe, chú ơi thôi cháu xin phép đi về ạ. Cháu đi về trước ạ. À, đi à? Nhưng mà đây chú không ăn là cháu đi về đấy. chú ăn đi chú. Vâng. Chứ chú để bát công này cháu đi về đấy. Cứ tự nhiên cháu cầm ăn đi. Cháu dùng nhất tự nhiên nhé. Chú lại tưởng là mình xin về thật nhưng mà tại chú không ăn này mình thấy buồn đấy. Bố em thì cũng nhờ có chó mà mình chú hộ vâng. Vâng. Chú chú chú. À, bố em và mẹ em lấy cơm. Chú em ăn mạnh. Vâng. Chú dùng mạnh lắm. Cháu để cháu cắp miếng thịt. Miếng nào nhiều thịt vào đây. Chú ơi, con xin phép là chúc sức khỏe chú một ly. Lâu lâu rồi, từ năm ngoái đến năm nay con chưa lên. Cô chú. Chúc sức khỏe các cháu nhé. Vâng, khỏe thật nhá. Nâng lên. Chúc cô chú luôn luôn khỏe nhá. Chúc rượu. Chúc sức khỏe luôn đẹp nhá. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Mấy em. Dạ em mời anh. Chị lên thì lần nào anh em vui hôm nay anh em mình được trải nghiệm bắt thịt. Nhà cũ. Rồi anh chú trải nghiệm. Làm một năm cháu thịt. Dạ vâng, em cảm ơn. Năm trời còn Trang chẳng là có cách đây mấy nhà em? Ừ, xa quá. Cháu xin nhé nha cháu nha. Vâng. Con dốc nữa đến à? Vâng. Thì gấp cho các cháu chỗ đèo thì có thể đi qua được nhà em ấy. Nhà Trang ở gần chỗ nhà hàng luôn đấy. À đấy ạ? À. Vâng, cháu xin ạ. Cái ấy đi. Làm miếng rau à? Đây là rau gì nhỉ? Ước nhỉ? À chú để cháu. Rau ngũ gia bì. Ngũ gia bì à? Ngũ gia bì anh ạ. Cháu Diễm ơi. Hình như cây ngũ gia bì này là cái đuổi được muỗi đúng không? Không, cây này là một cái loại dược liệu. À, dược liệu à? Truyền thống của các bác làm cái những cái về xương khớp thì bác hay dùng cái vị ngũ gia bì này phối vị. Nên là cái ngọn nó hay dùng để nấu ăn nên là rất tốt cho sức khỏe. À. Thế mình ăn rau xong đi rồi rót chén cho đầy anh em mình tâm sự riêng đấy. Việc tính là cứ phải hỏi Minh. Vâng. Cháu Minh này bên dược liệu thuốc này. Vâng. Chú biết thuốc mình làm chuẩn đầy đầy nhá. Chúng ta đây. Rồi, anh em mình chú chứa đầy nhiều bệnh lắm. Nói chung là cháu xin phép gia đình nhá. Vì đến đây này cũng có gọi là một người bạn cực kỳ thân thiết. Vâng. Ở Hà Giang là đã đưa cháu đến Hạ Thành quán rồi đến với làng Hạ Thành lần đầu tiên là chính là Mạc Minh. Là người đầu tiên đưa cháu đến đây để cháu biết đến làng Hạ Thành. Từ đấy đến giờ là cứ mỗi lần đến Hà Giang là cháu toàn là nghỉ chân tại thành phố Hà Giang rồi vào đây là ăn cơm ở trong làng. Nên cháu xin phép chú là để cháu mời bạn Mạc Minh một chén. Vâng. Cảm ơn Minh rất là nhiều đã đồng hành cùng anh em trong chuyến đi vừa rồi. Vâng. Thì hôm nay chắc là cũng là bữa ăn cuối cùng của chuyến đi lần này tại
Hà Giang. Vâng. Cho nên là mình cũng đua như là một cái tập mà chia tay, tạm chia tay Hà Giang. Mà không, nhưng mà chắc là nhanh trở lại đấy. Em cũng hy vọng là sẽ sớm gặp lại anh. Và em cũng có cái món quà nhỏ nhỏ là em tặng là anh 50 chai rượu để anh chia lại những khán giả ở khổ kênh của anh. Quà khủng ấy à? Anh giúp em ạ. Đây đây đây. Vâng, nó chai rượu Khấu Ấy Lèng. Đây là có chai rượu Khấu Ấy Lèng. Vâng. Thì các bạn là biết là cái công dụng thì không cần quảng bá nhiều. Vâng. Công dụng là dai như đỉa đói mà khỏe như trâu rừng. Đấy. Tốt cho nói chung là nam giới. Nam giới này. Vâng. Các bác mà khán giả của Tú là cũng uống ấy. Vâng. Thì người bị đau lưng các thứ hay là đi ví dụ đi chơi du lịch này thì anh đưa đến nhà hàng chỗ anh Hải rồi đưa về Hạ Thành Quán để uống thì đều là có một cái cảm nhận đó là nó khỏe với giúp cho mình về là không có bị mỏi người nữa. Đấy là cái công dụng là đầu tiên. Cho nên là bản thân Tú cũng là cái người mà uống nhiều lần rồi. Nên là mình cũng thấy là yên tâm. Em mời anh ạ. Thay mặt khán giả trên kênh Xe Đầu Kéo Vlog thì Tú xin cảm ơn Mạc Minh. Mà cái này thì mình sẽ có chương trình dành tặng tri ân cho những khán giả mà hay mua hàng của Tú thôi. Thế còn không thể có tặng đại trà được. Vâng. Thế cho nên là để về Tú sẽ suy nghĩ xem là tặng theo hình thức như thế nào. Vâng. Hay quá nhỉ? Vâng. Gặp lại có quà. Thế có khả năng em phải mua hàng của anh luôn. Vâng. Bố em với anh Minh tặng bây giờ giấu ở đâu ấy có biết không? Vâng. Cái này thì có thể liên hệ đây là hotline đây à Minh? À, số hotline là số ở đây là 0969 466 357. Thì hiện tại là Tú cũng chưa có bán cho nên là để mà tránh mua phải cái hàng giả mạo trên thị trường thì mình nhiều khi mình về mình xem lướt ở trên những cái trang mạng xã hội ấy, thì người ta chạy quảng cáo giả rất là nhiều, lấy hình Mạc Minh cắt ra để quảng cáo mà để bán thuốc giả rất là nhiều cho nên các bạn phải liên hệ là chú ý vào cái số điện thoại và cái website là khauvaylang.vn đúng không? Vâng. Vừa rồi thì cũng em đang bị nhái giả rất là nhiều, có hơn mười mấy trang và lấy hình ảnh của em chạy quảng cáo. Thế là các bác bây giờ hiện tại để bảo vệ cái quyền lợi khách hàng thì em cũng có cái tem chống hàng giả dán trên mấy túi. Đấy, nên là cái đấy đó là cái bảo vệ quyền lợi khách hàng cũng như bảo vệ cái sản phẩm hợp giá bên em. Thế là các bác khi nhận hàng hãy mời ra kiểm tra, sau đó cào cái lớp củ cào trên tem chống giả, sau đó check QR đầy đủ trong đó mới thanh toán tiền. Và em cũng rất là mong muốn là dịp tới anh Tú Đầu Kéo sẽ là cũng sẽ giúp em được chia sẻ cái sản phẩm của em làm đại lý ở Hà Tĩnh nhỉ? Vâng. Ở miền Trung, ok. Đấy là Tú cũng đang tính là trong vòng tháng sau thì có thể khả năng mình sẽ triển khai làm khu vực miền Trung, nhưng mà để về gọi là trước tiên là bán quên là tặng cho khán giả kênh mình là uống thử đã. Dạ vâng. Em xin phép anh Tú với mà gia đình thì em mời anh Tài TV chén rượu ngon. Anh em mình cũng lâu lắm không được gặp gỡ nhau rồi. Dạ vâng. Chúc Tài TV luôn sức khỏe, ra nhiều video hay để cho khán giả nhé. Anh làm bát cơm luôn đó. À. Giữa bát cơm mà mình. Ngày mai anh em mình sẽ là có hành trình đi về. Tuyệt vời. Với Lào Cai. Anh em mình về ăn uống nhanh nhá. Vâng. Anh em mình. Anh Tú nhá. Vừa anh em mình cháu xin phép mời chú nhá. Một chén nhé, cảm ơn chú nhé. Anh được cái là về nhà vâng. Nước nhưng mà chú như rồi, có gì ăn đấy. Ăn miếng và cháu vui nhé. Chứ chú uống không là không được, là chú phải ăn cho nó khỏe người. Mà. Rất là nhiều ấy, cánh cỏ bay anh ạ, cỏ bay mỏi cánh có lúc còn rung mà. Vâng. Chú có tuổi rồi. Vâng. Chúc cháu thôi. Trước tiên là cháu chúc mừng gia đình có một ngôi nhà gọi là rất là đẹp và khang trang. Đấy rồi chúc gia đình luôn luôn là sức khỏe và gọi là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Đấy là cái cấu trúc là nó gọi là xúc tích nhất. Vâng vâng. Cô chú đã có vào Nam bao giờ chưa ạ? Chưa vào đâu cháu ạ. Cô có này nghĩ làm ước rồi phải đưa cô chú vào Nam chơi một chuyến ạ. Cô đi đến Tây Thiên ở Tam Đảo thôi, đi đến Tam Đảo. Tam Đảo, Tây Thiên này, Hồ Núi Cốc này. Hồ Núi Cốc Thái Nguyên. Cũng chưa được vào trong Nam. Chắc cùng đoàn đi cùng các bác đấy chị. Và chú cũng không được vào miền Nam bao giờ. Chú đến Hà Nội thôi. Trước ngày xưa là chú đi bộ đội là chú được vào đến Hà Nội. Ngày xưa chú đi bộ đội năm bao nhiêu ạ? Chú đi, xin phép các cháu là chú đi bộ đội năm 82. 82 thế, thời đấy là đang còn chiến tranh biên giới nữa không nhỉ? Nó còn lác đác thôi nhỉ, rải rác nhỉ? Chú đi Tây Nguyên à? Không. Hay là ở đây ạ?
bộ phận ở bộ trí của anh chị bên Hòa Tuyên ấy đánh nhau với Trung Quốc thì à thế ạ. Chứ bên bản đồ. Đấy, hôm nay cũng hay nhà anh em mình đi sáng nay đi thăm hang đá thì Dũng vâng. cũng có hỏi thăm về câu chuyện là về chú vị xuyên. Chú ở đội là chú ở ban phòng phòng tác chiến là chú nhân viên bản đồ về sau là chú trách bản đồ. Vâng. Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Hà Giang với trường quan sát nhập với nhau cái thời bao cấp đấy thời đấy chuẩn đấy thế rồi trang ăn đi nha em nhé. Chú đi bảy huyện biên giới phía bắc này chú đi xuất rồi đi khảo sát đường biên mốc dưới là chú nằm phía tây là 9 tháng nữa lúc đấy gia đình cũng trẻ nhặt thế rồi cháu ạ khổ đến là coi đầu em nghĩ là anh em mình phải mời cảm ơn chú phải có các chú như các cha mình là đúng rồi đúng rồi đấy rồi, mời, phải cảm ơn những người lính bộ đội Cụ Hồ mà thời xưa đã bảo vệ biên cương để mà ngày hôm nay là mình có được ngồi ở đây ngồi có những cái được tham quan những cái bản làng đẹp ở Hà Giang như thế này. Chúc chú sức khỏe nha. Được hân chiếm nha. Được nha. Cô nha. Cô nha. Mời các cháu nha. Vâng, con mời chú ạ. Chú rất là sức khỏe. Người đau người lính nhờ không biết nói tả được. Hết chiến tranh lùi xa rồi nhưng mà cái thương tật hoặc là một số mất một còn ấy, vâng. May mà nó chú sinh ra cái nước con thứ hai cũng phụ trong quân đội chú là thì vâng. Ôi mẹ em hiền lắm chứ mẹ em bây giờ ba mấy tuổi rồi chưa bao giờ mắng em câu nào à đấy à cô rất là nhìn rất là hiền ngày xưa chắc cô cũng đẹp gái đúng không chú. Hoa khôi, hoa khôi cũng là vâng. Ngày xưa có sinh không chú? Ngày xưa đại thương vừa mọn gái nhớ tình xưa đi. Ngày xưa chú tán cô có khó không? Không khó đâu. Không khó đâu. Không khó đâu. Đổ như bèo. Đổ như bèo. Đổ như bèo. Thế là cô chú anh đi lấy bèo là nếu mà anh tặng cái là tặng đổ như bèo thôi nhá. Thế là ngày xưa là cô cũng là người làng đây luôn đó chứ hay là làng khác? Làng trên. À, làm trên chú đi xuống dưới đấy tán gái à? Hôm nay là đi cái đường lên trên đấy. Mẹ em nghe thẳng mấy cái cháu không thích tập quán thì tay ngày xưa đấy là cha mẹ là đâu nào. Bây giờ còn trẻ. Thôi lại tên lửa như bây giờ. Tên lửa. Tên lửa có nghĩa là yêu nhanh à chú? Yêu nhanh. Miễn liền đấy. Miễn liền. Chú nói những câu. Chú nói câu chen đấy nhỉ? Chú. Hả? Anh tự biết miễn liền chưa? Hơi bất ngờ luôn đấy. Chú hiểu cái tớ trẻ như là cái trẻ giờ quá đấy. Trang kìa, à, tại sao mà đấy chú bảo thấy buổi ấy giờ mà mì ăn liền nhưng mà em lấy có người yêu chậm thế. Anh tôi lại chính là chú cơm. Chị là cháu Diễm nhá. Cháu hỏi chú nói thực ra chú từ miền dân tộc dẻo đâu nhưng mà ăn rất là ngon. Thấy mới tuyệt vời chú ạ. Em Trang. Chú nói với cháu bảo trẻ trung vừa mòn gái như như vẫn lưu luyến cái người yêu của mình đấy. Đúng rồi đấy. Nhưng mà chú thì có hỏi cái chú ngày xưa chú có nhiều người yêu cũ không? Có. Chú không biết chú không? Có. À trong chiến trường à? Có biết không? Không, chú đi công tác có đồn đấy. Chú phải tán rồi vài... Vẫn có người yêu cũ. Chú mình chú. Ngồi im vâng. Vui quá. Mà lặng những từ ngoài biết là ăn cướm thì chú cũng phải tán. Thế là có cái câu gì mà khi người đàn ông mà khi nói thật nhất là khi nào say có rượu uống vào là dễ là nói thật. Thế bình thường là ở nhà chú không say chú có nói có người yêu cũ không? Không. Cô ơi, con nghĩ ông là nói này là chú không bị cô la. Không, cô chắc là ở miền Trung nhá. Bỏ em ơi nơi lại em cầm đũa nha. Cũng phải miền Đông Bắc băng dương phải nơi vuốt nét thấu xương chính nơi đó thiếu trừ tình thương ấp ủ. À. Có cả thơ tán gái luôn. Tán gái luôn. Hảo hán. Vậy gọi chú là hảo hán. Thế chú đi vô đường chú có nói vui nhá, chú hay thiếu thôi. Vâng. Không mà vui mà chú. Cháu rất thích. Ngang ra đi. Vâng. Hôm nay chú rất hạnh chú rót đây đây. Hay là vui đây chú. Anh cho em. Anh em mình gần gũi nhau mà. Phải chất rượu cho nó tuyệt vời. À, chú có vâng. Thôi nhưng vâng, vâng. Lúc là chú nhiều à, không, chú cháu thôi. Rất là vui khi gặp chú. Rất vui. Cực kỳ quý hay luôn. Thế nhị, chú vui đùa thế thôi. Không, không sao ạ, chú ạ, cực kỳ vui luôn. Bây giờ con cháu, bảo cháu là kể cả các cháu ở đây là ước hai cái chú làm nhà thôi, chú vâng. Cũng làm. Nhưng mà bây giờ đang tụ từ miền Nam.
Da nó lặn lội. Chú đúng là kiểu là hảo hán thật sự. Dám kể tên người yêu cũ trước mặt vợ, không có sợ. Hảo hán. Thôi có lẽ là các bạn ạ, bây giờ là mình cũng chuẩn bị là lâng một chén rượu cuối cùng này, rồi mình sẽ là kết thúc clip ngày hôm nay tại đây. Thì cũng xin cảm ơn rất là nhiều đến gia đình nhà bạn Ước có kênh là Tày TV. Các bạn nhớ ủng hộ kênh Tày TV của bạn Ước, thì cũng có nhiều clip mà hay khám phá về Hà Giang. Chúc gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe và chúc kênh của bạn Ước là phát triển mạnh mẽ. Và xin cảm ơn đến công ty Lam Dược Mạc Minh với những cái sản phẩm mà tốt cho sức khỏe và đã được mà gọi là rất là nhiều người tiêu dùng mà tin dùng, đặc biệt đó là có Khấu Váy Lè, thì là một cái sản phẩm mà mình cũng là người mà uống nhiều rồi. Thế các bạn là có thể là quan tâm thì nhớ vào cái website khấu váy lè .vn và số điện thoại. Số điện thoại là 0969 466 357 0932 242 866. Và cũng hy vọng là anh Tú dịp tới này sẽ cũng là đại lý giúp cho Mạc Minh được giới thiệu cho các chủ các bác trên kênh. Cảm ơn rất nhiều cái hàng hàng nhái rồi. Nhưng mà các bác khi đến với Mạc Minh cũng đến với anh Tú thì hãy đến anh Tú. Vâng. 50 chai rượu này Tú xin hứa là sẽ là làm chương trình tặng cho khán giả, thì khán giả hãy chờ trong ít tập nữa để Tú suy nghĩ xem là làm cách nào. Vâng. Cảm ơn em Trang nhé. Lần sau anh đi đến Hà Giang thì nếu có chỗ nào đẹp đẹp thì đưa anh đi nhé. Dạ vâng ạ. Cảm ơn em nhiều. Hôm nay sao lại nói tên anh rồi anh bảo tên Nghĩa mà sao bây giờ nói anh câu chuyện hết sức cảm lạnh. Thôi mời cả nhà đi. Tú xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã yêu mến đồng hành cùng anh em mình trong chuyến đi Hà Giang lần này, và ngày mai anh em mình sẽ bắt đầu là lên đường đi về Lào Cai nhé. Tạm biệt cả nhà nhá. Xin chào. Xin chào. Xin chào nhá.